Uza. Không UCI thì đã làm sao? Xe người ta làm ra để cho anh em với một cấu hình ngon nhất, đẹp nhất và phù hợp với khách hàng nhất thì cần UCI để làm gì? Một chiếc xe địa hình Twitter Warrior, một chiếc xe đạp chiến binh địa hình cho anh em nào đam mê leo núi nha anh em. Đặc trưng của xe đạp Twitter, động thấy carbon, khung carbon, giòn tan, đẹp, nhẹ. Đấy, chén cổ cũng là carbon. Bộ chuyển động của Shimano Deore, đấy, không phải Virtual Spec như bản cũ đâu. Và có phuộc khí anh em ạ, có mở khóa phuộc rất là dễ dàng như thế này. Đó, ten, xịn chưa, nâng cấp đó. Nhưng mà vẫn là đùi đĩa của Virtual Spec, đùi trục rỗng, giúp chiếc xe đạp nhẹ hơn. Và đĩa nhỏ giúp anh em leo địa hình tốt hơn. Với 10 tầng, tôi nghĩ là nó đủ sức nặng để chinh phục mọi loại địa hình ở địa hình Việt Nam nhé anh em nhé. Và củ đế sau của Shimano SLX, đấy, cái này thì khá là xịn đó, có cả lốp siêu to khổng lồ Innova 27.5 x 2.25. đấy, nhìn lớp cao su này thấy uy tín chưa, chấp một loại địa hình trơn trượt nhá, như kiểu lũ thì chịu. Dáng không thì tuy nhỏ nhưng mà chiều cao phải cao cao một tí mới đi được anh em ạ, phải tầm 1m55 đổ lên nhá. Xe đạp này Twitter thì rẻ thôi, có hơn chục củ chứ mày. Anh em nào thấy yêu thích leo núi hay là đạp địa hình chill chill thì xe này cũng là một cái để anh em tham khảo nhé.